Năm 2023, công ty nhiệt điện Duyên Hải đang tập trung vào việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu suất quản lý kỹ thuật. Các mục tiêu cụ thể bao gồm việc áp dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số dựa trên chiến lược của tổng công ty và sử dụng các phần mềm hiện đại trong quá trình sản xuất. Đây được xem là nền tảng vững chắc giúp công ty đóng góp vào mục tiêu biến EVN thành một doanh nghiệp số vào năm 2025. Công ty đang tích cực ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định và đáng tin cậy của các nhà máy. Đến nay, công ty đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS. Cụ thể, họ đã cập nhật thông tin về hàng trăm nghìn thiết bị và thông số liên quan trên hệ thống này. Các gói thầu trong công tác đầu tư xây dựng đều được thực hiện thông qua các quy trình chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi qua mạng. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình chọn nhà thầu. Ngoài ra, công ty cũng đã chuyển sang việc sử dụng hồ sơ điện tử để quản lý dự án và số hóa quá trình lựa chọn nhà thầu. Năm 2023, công ty nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục dẫn đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và quản lý kỹ thuật. Chuyển đổi số đã thay đổi cách hoạt động, lãnh đạo và quy trình làm việc trong toàn công ty. Điều này được thể hiện qua việc triển khai hệ thống văn phòng số Digital Office làm trung tâm của hoạt động. Digital Office với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cho phép người dùng truy cập, xử lý và cập nhật dữ liệu từ bất kỳ nơi nào và trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại di động và các thiết bị thông minh. Sự áp dụng của Digital Office đã đưa toàn bộ quy trình soạn thảo, ký số, phê duyệt, ban hành, tiếp nhận và lưu trữ văn bản của nhiệt điện Duyên Hải vào môi trường số. Hiện tất cả cán bộ nhân viên có trách nhiệm quản lý được cung cấp chữ ký số và sử dụng nó trong các giao dịch và quản lý nội bộ. Công ty đã số hóa nhiều văn bản và lưu trữ chúng, sử dụng các công nghệ mới để phân tích thông tin số hóa. Họ cũng đã phát triển phần mềm trong nhiều lĩnh vực như điều độ tàu, quản lý vật tư thiết bị qua mã QR, quản lý bảo dưỡng sửa chữa, quản lý kho than và việc chuyển đổi định kỳ thiết bị. Tất cả những nỗ lực này đã cùng nhau nâng cao hiệu quả công việc và sản xuất kinh doanh. Các chương trình như nhật ký vận hành điện tử, phần mềm điều độ tàu than giai đoạn 2, phần mềm quản lý lao động tiền lương, hiện đại hóa quản lý hạ tầng máy chủ trên nền tảng ảo hóa POSMOSFE, giải pháp điều khiển máy tính từ xa dựa trên mã nguồn mở AUSTDESK và giám sát thiết bị mạng máy chủ qua giải pháp mã nguồn mở ZABBIS đang được triển khai và hoàn thiện.